hòa chung trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trên toàn thế giới và khắp mọi miền đất nước đón mừng ngày Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Những ngày cuối tuần qua, tại Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Đại lễ Phật đản đã được cử hành long trọng với sự tham dự của Chư Tăng Ni tại Bồn Tự, cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng trên 5 vạn Phật tử, khách thập phương, các văn nghệ sĩ cùng trí thức thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Chương trình Đại lễ Phật đản tại Thiền Tôn Phật Quang đã diễn ra nhiều hoạt động tâm linh văn hóa nhằm chào mừng kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh như tụng kinh cầu an, cầu siêu, lễ Phật, tọa thiền, tổ chức lễ quy y, thuyết pháp, giao lưu nhân vật, văn nghệ. Trong đó ấn tượng nhất là lễ dâng hoa cúng dường chư Phật. Hàng dài tăng ni Phật tử nối nhau với tâm thành kính dâng lên chư Phật. Mặc dù hơn 5 vạn Phật tử về dự lễ nhưng không hề có sự chen lấn, xô đẩy hay to tiếng nào. Tại vì về đây giống như là được về nhà của mình á, thấy ấm áp, yêu thương, tất cả các cái tình thương nó rất là tràn đầy cả cái khu vực, cả khắp nơi, từ ngoài cổng vào là đã được, vừa bước xuống xe là được các anh ở ngoài là đón chào các em rất là niềm nở, ai cũng là rất là vui tươi, thấy hạnh phúc. Thì ở đây có một cái tình thương yêu là rất dạt dào, không có gì mà so sánh, không có gì hoành so sánh nổi với cái cuộc sống con trẻ ở bên ngoài. Thì mình thấy cũng thấy tình thương yêu giữa các mọi người với nhau là rất là chan hòa và cảm thấy là họ sẵn sàng, họ hy sinh vì nhau, họ không có tiếc một cái vấn đề gì cả. Mình rất xúc động đến với Thiền Tôn Phật Quang. I've been here 3 times now, and the work that they do here is incredible. Every time I come here, there's always something new, a new stage, a new building, a new common area, bigger. And they're always working and making the temple better. Oh, very upbeat. Everybody's happy, playing. There's children running around, happy and smiles. There's food everywhere, food and drink, and the people are very happy to celebrate Buddha's birthday. Mỗi Phật tử về chùa dự lễ đều được phát miễn phí cơm chay, chăn ngủ qua đêm trong 3 ngày diễn ra lễ Phật đản. Có khoảng 4.000 thanh niên trên cả nước đã tụ về cùng chung tay góp sức, từ sáng sớm tới đêm khuya với tinh thần hăng say không mệt mỏi. Mỗi người đảm nhiệm một công việc, không dối, không ồn ào. Em đã về dự rất là nhiều lễ ở chùa và lần này em cảm thấy là chùa mình tổ chức rất là khoa học, Phật tử về chùa rất là đông nhưng mà mình không có bị giống như là lộn xộn mọi những cái khâu tổ chức, là lúc nào cũng đủ đồ ăn nước uống cho Phật tử. Và cái thứ hai là rất là nhiều ban chia nhau để làm việc và phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng, nghĩa là và huynh đệ ở trong ban với nhau thì rất là thương yêu nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Em cảm thấy rất là hạnh phúc với điều đó vậy ạ. Hàng năm vào các dịp đại lễ Phật đản, Vu Lan hay lễ Phật thành đạo, ngôi chùa này luôn thu hút hàng vạn người con Phật tìm về để được đắm mình trong không khí lễ hội thiêng liêng. Bên cạnh việc tôn vinh Đức Phật, mục đích của các đại lễ còn chú trọng việc giáo dục nhân cách đạo đức cho cộng đồng, nâng cao ý thức văn hóa, giữ gìn lòng yêu nước và truyền thống dân tộc. Các đại lễ được tổ chức rất khoa học, văn minh với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn, làm hài lòng Phật tử thập phương từ mọi miền đất nước.